Bữa trước mình học trong cái bài ST á, thì tôi có dạy cho bạn là gì? Chúng ta quy đổi nó về gì? CH4 này, CH2 này, được chưa? Và COO này. Trong này có một COO này, đủ này. C2H6 đây là C2H6 đủ rồi này. Rồi. Trong trường hợp này mình dồn về CH4 hết. Rồi. CH4 dồn về CH2 và đây còn lại là NH. Rồi chúng ta đang ở đây là NH chúng ta có rồi, khỏi tính. Đây là C2H6. Thỏa mãn luôn đúng không em? Rồi tiếp tục. Còn thằng này quy đổi về CH4 và CH2, đúng CH6 rồi này. Còn thằng này quy đổi về gì? CH4. CH2. NH. COO. Chúng ta coi thử nha. CH4 này là chúng ta lấy hydro này, COO rồi này. Được chưa? CH2 rồi. CH2 là lấy hydro bên này, NH đủ hết rồi này. Được chưa em ạ? Cuối cùng thằng này cũng quy về CH4 này. Giờ này nữa, CH2 này. Được chưa? Rồi gì nữa? COO. COO ha. Trong đây có 3 COO, thì chắc chắn đây là 3 rồi. Được chưa nào? Ở đây chúng ta 3 COO thì chúng ta trong này có 3 hydro. Hiểu không ạ? 3 hydro cộng dồn vô đây thì nó là C3H8. C3H8 thì đây CH4 thì nó bên đây là 2 nữa thì đủ đây là 1C. Với 2C đủ 3C này, 4 với 4 là đủ 8 này. Ok cho em ạ. Rồi, như vậy hỗn hợp chúng ta bây giờ gồm có 4 hợp phần. Đó là CH4. Tiếp tục đó là CH2. Tiếp tục đó là NH. Tiếp tục đó là COO hay nó khác là CO2 luôn. Chúng ta thực hiện phản cháy thu được CO2 nước và nitơ. Rồi mình nghe thầy nói đây. Rồi, cái đó mình đặt cái số mol, chúng ta biết số mol hỗn hợp chúng ta là 0,1 mol mà mol CH4 đúng đúng bằng mol hỗn hợp này. Đó, thì ở đây mình cho thằng mol hỗn hợp này là gì? Là thằng này là 0,1 mol. Thằng ở đây mình đặt là ABC đi, ABC. Ở đây mol oxy người ta cho chúng ta là 0,4025. Mol CO2 không có, mol nước đây 0,345. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng các định luật bảo toàn. Đó là bảo toàn carbon, bảo toàn nitơ, được chưa? Bảo toàn oxy. Đó, triết lý của mấy bài toán này là như vậy. Mình đi bảo toàn carbon cho thầy đi, mol CO2 bằng bao nhiêu? 0,1 này, cộng A này, cộng C này. Tiếp tục. Đó là gì? Bảo toàn nitơ. Bên đây là B, đây 2 rồi thì đây 0,5B. Và cuối cùng em đi bảo toàn oxy với thầy. Bảo toàn oxy, bảo toàn hydro nữa là xong. Bảo toàn hydro này, bảo toàn oxy này. Thì chúng ta tìm mối tương quan. Bảo toàn hydro thì đây là 0,4 này. Cộng 2A này, cộng B này. Rồi, bên này là 0,345. Nhân cho 2. Từ đây chúng ta có 2A cộng B bằng bao nhiêu em nhỉ? 0,29 ạ. Rồi tiếp. Bảo toàn oxy. Thì oxy đây chưa có, oxy đây là 2C. Cộng cho 2 nhân cho 0,4025. Cái phương pháp này là quy đổi về CH4, CH2, NH và COO. Bên đây là 0,2. 0,2 cộng 2A cộng 2C cộng cho 0,345. Đúng không em? Thì khi đó em nhận thấy như sau này. 2C 2V hết là hết đúng không? Từ đây em sẽ suy ra cho thầy A bằng bao nhiêu? Cơ A rồi em sẽ suy ra được B bên này. Được chưa? Tính đi. Nhanh em ơi.
A bằng bao nhiêu? 0,13. 0,13. B bằng 0,03. 0,03 rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta phải đi tìm được chắc này. Mình để ý như thế này. Bốn cái chắc đằng sau này, được chưa? Đều là CH4 này. Như vậy chúng ta sẽ gom như sau. Ở đây mình cho nó là A đi, cả ba chắc này mình cho là B đi, được chưa? Mình sẽ có như sau. A này, A khi phân tích ra thì ra CH4 và ra hai nhóm CH2. Còn cả cái đoạn sau là B, B thì nó phân tích ra CH4 và CH2, được chưa? Như vậy đây mình đặt cái số mol thằng này là x, mol này là y đi, thì đây là x này, 2x này, đây y này, đây y này. CH4 ở đây bằng bao nhiêu và CH2 bằng bao nhiêu? CH4 là 0,1 này. CH2 là A 0,13 này. Rồi, ở đây em tìm được x bằng bao nhiêu? Em lấy 0,13 trừ 0,1, y trừ y là hết, 2x trừ x thì x là bằng 0,03. Đúng không ạ? Cái đó chúng ta hiển nhiên tính được phần trăm, thằng này là bằng 30%. Thế thôi.